Trời nữa. Trời, nhà ông chú cây thấp thấp lùng lùng. Chú dính cây của ông chú mới vừa đốn vô. Quá trời ngon, vàng lùm. Này là không có thuốc nha. Này là thiên nhiên. Lậu. Quá trời, trái non. Thấy mê. Ê, ngoài bờ sau lưng nhà chú toàn trồng dừa nước thôi các bạn. Đấy, quá trời dừa nước. Đây ủ mối nè các bạn. Đây về quê nó có ủ mối. Đây dừa nước nè. Này chắc nạo hả chú? Này không biết chắc nạo à. Ngoài nó không công nào. Ừ, nó gãy xuống này chắc nó già luôn hả chú? Quá trời nè các bạn. Đấy, dừa nước đây các bạn ơi, nó đang có buồng đang trổ bông nè, các bạn thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn ha. Đó, quá trời các bạn ơi, đây nè. Đó. Cái nào mà nó không cong mà nó sát bên. Đây buồng đây là nó đang trổ các bạn, buồng ngon ha. Dừa nước Bến Tre nha các bạn. Đó có ngồng lại lấy mật nè các bạn thấy không? Đó, xuống dưới cái bè nè. Đó, tốt ở dưới nó búp lên nè các bạn thấy không? Quê hương mình chỉ có vậy thôi mà năm nay gặp nước mặn đồ rồi kinh tế khó khăn làm ăn nó thất bát quá heo. Bán buôn rồi cũng không được, ông chú hôm nay ông già luôn. Đây, ông chú ra ngoài dạ. Đây cái bụi tre nhà ông chú luôn các bạn. Quá trời cái bụi tre. Các bạn biết cây gì không? Dạ. Các bạn biết tre này tre gì? Đố các bạn biết tre này tre gì đó. Mình thấy lạ quá mà không biết tre gì, có ông chú này ông giải thích thôi. Ở đây. Dạ. Nhìn vô mấy cái này. Cái này không thấy. Nè. Giống sát vô thấy không? À. Cái đốm hả chú? Ờ mấy cái đốm đốm. À. Tre này kêu tre gì chú? Tre bông. Tre bông, cây tre bông nữa các bạn. Tre nó có bông bông bông. Đây nó có bông 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 nha các bạn. Dạ. À. Nó có bông bông vậy đó. Ê, khi nó già nó có bông người ta gọi tre bông nữa các bạn. Các bạn coi cái cây dừa nó chịu miễn chịu ấy bom đạn mà nó cho tới giờ rồi các bạn. Nó cao chắc cũng khoảng 30 mét đó. Cao mút con mắt luôn. Ngày trước giải phóng hả chú? Trước năm 69 đó. Dạ năm 1969 cây dừa rồi các bạn. Mình độ khoảng chừng 30-35 mét nha các bạn. Nó cao quá trời cây dừa. Ê, xuống tới ngay đất mình ngồi, mình đứng các bạn đi. Đó, cái gốc nó không lớn nha, cái gốc nó nhỏ. Quá trời cái cây dừa nó lâu năm. Đây là ông chú con nuôi gà nè các bạn. Nuôi gà vừa lấy trứng ăn vừa bán con luôn ha. Gà đá để bán gà đá mà. Đây, quá trời quá đất. 4-5 chuồng luôn các bạn. Đây là 4-5 chuồng để rộng thôi nha, còn gà thì bên đây các bạn. Đây. Quá trời quá đất. Gào cái lưới này cho nó đừng có ấy. Mỗi một cái chuồng là một con, một cặp nữa các bạn. Đây. Quá trời quá đất. Uống cái hình nữa cho nó theo cái hình. Quá đẹp quá à. Không biết có ăn được không, nhìn thấy đẹp quá trời, cái buồn non nè. Quá trời xa gái luôn nè, buồn này còn mấy trăm cái rồi.
phải là mít coi coi chín đâu, người vô hái mít. Nhà của người bạn của mình đó bạn, có cái vườn tam quan ở đâu nè. Đó. Này có bụi trúc bụi bông luôn. Quá, quá trời. Ở đây là mình tới nhà ông chú thứ năm đó các bạn. Mình đốn dừa nước rồi, mình hái dừa đồ dừa tăng quan rồi á. Ổng còn thương mình, ổng tặng cho mình hai con gà. Còn về còn làm YouTube rồi mai chiều chú coi. Hey, ông chú thứ năm mình nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Quá tuyệt vời nha. Mai chiều mời các bạn xem chương trình này nha. Rồi con cảm ơn chú năm tặng cho con hai con gà. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Đây là các bạn, các bạn thấy con bông đẹp ở dưới quê. Nhà ông chú bông rất là đẹp ha. Đó là thím ở trồng cái dàn bông rất là đẹp. Đây bông sứ nha các bạn. Đó. Đây nữa, sau lưng chỗ nào cũng có. Rất là đẹp. Đó. Quá tuyệt vời ha. Thích về quê đu đủ không ạ? Rồi giờ mình đi nha các bạn. Cặp càng rào cái dạng bông hả? Dạ. Các bạn thấy bông không? Quá là đẹp. Tuyệt vời. Trang gừng, trang gì các bạn, bông gì đó mình không biết, rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Đây bông trang nè các bạn. Con chó, chó giữ nhà. Đây khu đất nhà mình hồi xưa nha các bạn. Rồi để bán lại cho người ta rồi, giờ mình không phải là của mình nữa ha. Giờ người ta làm chủ rồi. Quá trời. Mình đi ra mình về ha. Nguyên cái vườn dừa rồi các bạn, vườn dừa vườn đất các bạn. Khung cảnh ở dưới quê mát mẻ, lý tưởng. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Quang Bò TV. Hôm qua mình có đi về quê thăm bà con ấy các bạn. Về chơi thăm bà con có mấy cô, mấy chú với anh đồ có tặng quà cho mình nữa các bạn. Về mình quá trời không biết làm gì chưa hết. Trái cây rồi gà rồi các bạn, cá rồi ha. Thì hôm nay sáng mình đi làm về mình mới soạn ra các bạn. Bùn chuối của ông chú tặng cho mình này. Chú cho mình nè các bạn, chuối rất là ngon. Mình chở lên nó bị dập để lên xe các bạn. Còn trái mít này là của, này là chú Năm nha các bạn. Chú Năm cho mình buồn dừa nước. Rồi tí mình trẻ mà các bạn ăn với mình ha. Dưới này ngủ dừa nè các bạn. Này là dừa tam quan nha các bạn. Trái dừa tam quan. Nước rất là ngọt nha các bạn. Và đây là dừa éo nha các bạn. Dừa éo, dừa chùm các bạn. Rất là nhiều trái này của ông chú tặng cho mình, không cho mình ha. Vậy lại dừa nước, mà mình chẻ với bùn chuối ha. Với chú có tặng cho mình hai con gà đó bạn. Cũng cho mình hai con gà đó, cho con về con muốn chế biến món gì ăn thì con ăn làm ha. Đây, chú Năm tặng cho mình cặp gà các bạn. Rồi, con cảm ơn chú Năm, thím Năm nhiều. Rồi có phần ông anh thứ Năm nữa các bạn. Ông anh thứ Năm cũng có tặng cho mình con gà tre.
Đây con cà tre là các bạn nói tặng cho em về em thích làm món gì ăn thì làm ha. Đây con gà tre rất là đẹp nha các bạn, rất là tuyệt vời, gà cựa. Đấy, tích bạc gà cựa, gà tre gừng nha. Em cảm ơn anh Nam Tri Âm. Rồi thì bên trái mít thì có cô Út, cô Út cũng gần rồi đó, cô Út cũng tặng cho mình trái mít, mít chín nha các bạn. Rồi con cảm ơn cô Ba tặng cho con mấy trái đu đủ, qua nó chín hết trái nha các bạn, chín nhiều quá rồi mình thấy nó không để được ngày hôm nay tối đêm các bạn, mình về mình làm luôn, mình làm sinh tố uống à. Rồi bây giờ cái nào mình ăn trước thì mình sẽ ăn trước với con cá tay tượng của anh Ba mình bỏ cấp đông các bạn. Thì em cũng cảm ơn anh Ba tặng cho em con cá tay tượng ha. Rồi thì bây giờ cái gì mình dùng trước mình sẽ dùng nha các bạn. Thứ nhất là mình sẽ sử dụng nước dừa với lại dừa nướng với lại mít. Còn đu đủ thì nó chưa có chín các bạn. Rồi giờ mình cắt chuối xong, bây giờ mình chẻ mít nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình chẻ cho mít ha. Chẻ cho mít cho nó ngon cỡ nào, có chuẩn bị chén dầu rồi các bạn. Dầu ăn, than, dao ha. Cho nó đừng có dính mũ nha các bạn. Nghe ông bà ngày xưa nói vậy mình biết mình làm theo vậy thôi nha các bạn. Không biết là nó có giống như ông bà ngày xưa nói không ha. Chép ồ mít ngon quá các bạn, mít vàng ruột nó đỏ nha các bạn, ruột nó đỏ rất là ngon ha. Để chuẩn bị tờ báo luôn nè, để mình chùi cái mũ. Chín đầy mũ quá các bạn ơi. Tha dầu vô con dao cho nên đừng dính mũ nha các bạn. Mũ quá, để mũ quá. Ngon quá các bạn ơi, mít ruột đỏ nha các bạn, tuyệt vời nha các bạn, mít ruột đỏ tuyệt vời, quá ngon rồi các bạn ơi. Giống này giống mới đó các bạn, giống mới ruột đỏ quá tuyệt vời, quá ngon rồi các bạn. Bây giờ mình lột cũng xong rồi các bạn, lột nửa trái nha các bạn, còn nửa trái để lại nha các bạn. Đây mình lột được nửa trái thôi các bạn ơi, ăn nhiều lột nhiều cho nó ngon ha. Đây. Rồi các bạn nhé, quá ngon rồi các bạn ơi, để mình để xuống rồi mình sẽ chừa lại nha các bạn. Chừa lại nửa trái này nha các bạn. Đây còn lại nửa trái ha. Đây còn lại nửa trái mình sẽ chừa lại. Dừa thì nó hay có mũ mà, mình có chuẩn bị trái chanh đây ha. Đây mình có chuẩn bị trái chanh trà mũ đó nha các bạn, khi mình chặt ra mình cắt ở đâu mình phải trà mũ để nó không có đen cái dừa nha các bạn. Mình gọt cho trái dừa nó đứng nha. Đó mình chà dao luôn để dao nó bị dính mũ nha các bạn, chặt cái dừa ra nó đen nó không đẹp ha. Nhìn thấy nó hấp dẫn nha các bạn. Đây, bạn có mấy cách chặt này, đây chặt kiểu này cũng được ha. Đây. Chặt ba nhát các bạn, vừa ba nhát.
Rồi cuối cùng mình sẽ lấy cái này lên đi, lấy cái nứt này lên ha. Rồi mình lấy cái nứt này lên là trái dừa đã chặt rồi nha các bạn. Đây mình trà miếng chanh để cho nó đừng có đen. Tại cái nước dừa các bạn, nước dừa cái dừa nó có mủ. Đây. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Xin mời các bạn nhé. Đây, mình sẽ đậy lại nha các bạn, nó dễ lắm các bạn. Đó, chặt ra rồi mình đậy lại khi nào mình dùng. Khi nào mình dùng thì mình lấy ra mình dùng nha các bạn. Đó, đây là kêu bằng chặt dừa theo kiểu ba nhát nha các bạn. Đó. Đây dừa nước đây các bạn. Đây. Giờ mình sẽ lấy ra nha các bạn, mình đỡ con dao lại mình lấy dừa ra ha. Mình lấy bằng cách mình đập nó ra nha các bạn. Đây thì cái thế này đập cũng được các bạn, nếu mà đập gì thì nó cực lắm. Đập gì thì nó cực lắm các bạn. Để mình đi ra ngoài ngoài đằng trước mình đập rồi mình sẽ lấy ra nha các bạn. Đập cái thế này khó. Còn giờ mình đập nha các bạn. Đập cho nó ra ha. Đó. Bạn coi ha. Mình lụm lên cho các bạn coi nè. Ở đâu mình đem vô mình chẻ nha các bạn. Ê, bù dừa ha, mình đập. Đập nó xuống luôn đây. Đây đó là các bạn, cái cơm này. Mình chẻ cái dừa này nó có hai cái mũ cũng giống như cái dừa kia các bạn. Đấy, mình phải chà cái mũ nó đen ha, để nó đen cái miếng cơm nó không ngon nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Quá tuyệt vời, quá ngon. Đây, cái đầu mình chẻ tiếp đi nha các bạn. Ông chú cũng cho tới hai buồng, buồng ngày hôm qua chở không hết, xe chở không hết đó các bạn. Mình đập nó ra buồng này thì nó non ha, nó không có nạo cái buồng. Buồng này nó non nha các bạn, buồng này nạo ngon ha. Đây, hơi non hơn chút nha các bạn. Đây, đây là dừa nước nha các bạn. Đây mình chẻ ra xong rồi các bạn, mình chẻ ra xong rồi này ha. Mình không có để đường nha các bạn, mà mình chặt một trái nước dừa các bạn, mình chặt trái nước dừa mình sẽ đổ vô ha. Mình đổ vô mình trong đây cho nó ngọt nha các bạn, chứ khỏi cần phải đường nha các bạn. Nếu các bạn thích ăn đá thì mình có chuẩn bị đá nè các bạn. Nếu các bạn thích ăn đá thì bỏ đá vô ha. Còn mình các bạn không thích ăn đá thì khỏi bỏ đá vô nha các bạn. Quá cực kỳ ngon rồi các bạn ơi. Đây xin mời các bạn nhé, dừa nước nha các bạn. Đây, dừa nước ăn với nước dừa, mình có chặt trái nước dừa các bạn, mình đổ vô. Rất là ngon rồi các bạn. Rồi xin mời các bạn nhé, quá ngon rồi các bạn. Quá tuyệt vời, ăn rất là ngon. Đây là chuối của chú Năm cho mình nè các bạn. Chở lên nó bị hơi dập cho các bạn, nó không ngon. Nên mình cắt ra thấy cái màu nó không ngon nha các bạn. Như hôm qua rất là đẹp quá. Rồi xin mời các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái vỏ nó rất là mỏng. Vỏ rất là mỏng nha các bạn. Ê, rất là mỏng, rất là tuyệt vời ha. Bạn thấy không? Này nó chín mùi lắm rồi nha các bạn. Đó. Bạn thấy không? Lột ra trái chuối các bạn thấy không? Vỏ nó rất là mỏng ha. Ngon. Ở ngoài thấy cái vỏ nó thâm thâm nhưng mà ở trong ruột nó không thâm nha các bạn. Rồi xin mời các bạn dùng với mình nha. Nó ngọt mà nó ngon làm sao các bạn. Không giống như chuối trên Sài Gòn bán mà. Dùng đất, do cái dùng đất phù sa nhiều các bạn. Rất là ngon. Dùng quê rất là tuyệt vời.
ngọt thanh nha các bạn, ngọt thanh mà ngon. Mình sẽ để cái này dừa này cho nó thấm nước đá cho nó lạnh, múc ăn cho nó ngon nha các bạn. Rồi mình sẽ thử muối mít nha các bạn, thử mít coi mít nó như thế nào ha. Mình lột nửa trái, còn nửa trái mình để lại nè các bạn, còn nửa trái mình chừa lại ha, để nhiều quá ăn không hết, lột ra nó hôi gió nó không ngon các bạn. Khi mình lột xong mình phải dán lại vậy nè các bạn. Đó rồi, xin mời các bạn nhé, mít miền Tây ruột đỏ nha các bạn, sơ vàng ruột đỏ, mời các bạn. Quá tuyệt vời rồi các bạn. Đây, xin mời các bạn nhé. Uống mít quá ngon nha các bạn. Nó ngọt như cục đường nha các bạn. Rất là ngọt các bạn. Xé nó ra bên trong này các bạn. Cực kỳ ngọt. Cơm giòn, ngọt đúng với trái chín cây miền Tây, rất là ngon luôn. Con cảm ơn cô Út nhiều, cô Út đã cho con mít. Con cảm ơn cô Ba đã cho con đu đủ. Đu đủ là nó chưa chín các bạn. Nó mình hái chín cây trái hôm qua mình ăn rồi. Còn mình xay xin tố chín vừa về đêm về mình xay rồi các bạn. Con này nó còn cứng các bạn, để nó vàng, cái màu vàng của cái ánh nắng nó chiếu nó vàng rồi. Rồi con cảm ơn chú Năm, thím Năm đã cho con chuối với dừa với lại dừa nước nha các bạn, với hai con gà. Cảm ơn anh năm chị Năm tặng cho em con gà tre, để nói mình chưa dùng tới nhưng mà cảm ơn gọng đời đó các bạn. Và cảm ơn anh Ba Tân tặng cho em con cá tay tượng, em cảm ơn nhiều. Các bạn biết không, nó ngọt vô cùng các bạn, nó ngọt như là cục đường. Mình không bao giờ nói dối các bạn. Các bạn mấy chiều mà các bạn gặp có ai trồng cái giống mít này các bạn mua, nhưng mà đúng là mít trồng ở miền Tây các bạn, rất là tuyệt vời, rất là ngọt như là cục đường các bạn. Đây cái cơm đó mình giặt để cơm nó ra các bạn, đây cái hộp đó các bạn. Cơm dày mà ruột đỏ nha các bạn, ruột đỏ sơ vàng rất là ngon. Mời các bạn nhé. Rất là tuyệt vời luôn, ngon quá ngon. Thơm, mùi thơm dễ chịu quá. Ruột đỏ ngọt. Hồi xưa các bạn thấy mít nó muối nó vàng như trái chuối. Ê, mít nó vàng như trái chuối như thế này các bạn, màu vàng nha. Ê, cái mít hồi xưa nó vàng, muối lột ra nó vàng giống như vậy nha các bạn. Bây giờ lại có cái giống ruột đỏ này, nó rất là tuyệt vời, rất là ngon nha các bạn, rất là ngọt. Rồi trong thời gian chờ đợi đó, mình sẽ chặt cái dừa ba nhát này rồi các bạn. Dừa này dừa tan quang nha các bạn. Đây xin mời các bạn dùng dừa tan quang nghe, của ông chú cũng cho mình, cũng tặng cho mình nha các bạn. Thử cái nước nó như thế nào nha các bạn. Rất là ngọt mà nó có ga các bạn. Uống nó có ga giống như là uống Pepsi, có ga chạy lên. Tại dừa nó cũng già dừa rồi các bạn. Đây là kêu bằng chặt kiểu dừa ba nhát nha các bạn. Mình không muốn, mình sẽ đậy lên bằng cách này ha. Đó, mình sẽ đậy lại bằng cách này là nó sẽ kín, nó không có bị hôi gió. Nhưng mà chặt dừa ba nhát đấy, dừa này dừa tam quan nó rất là ngọt. Cái cơm này ăn rất là béo nha các bạn, cơm dừa ăn rất là béo, rất là ngon. Rất là tuyệt vời các bạn. Uống vô có gà, có cái gà chạy lên các bạn. Rồi mà giờ chắc nó cũng lạnh rồi đó các bạn, mời các bạn dùng với mình nhé.
dừa nước. Quá ngon luôn. Cái nước dừa đó đã ngọt. Ngọt. Cái dừa này nãy mình gãi ra cũng có nước nhưng mà ít mà. Đổ nước dừa vô. Bây giờ các bạn muốn ăn ngọt hơn nữa, các bạn bỏ thêm tí xíu đường ha. Còn riêng mình về ok, nước dừa sim là rất ngọt. Cho nên mình dùng nước dừa sim luôn mà. Bỏ chung với nước đá đổ vô. Rất là ngon mà. Còn cái nước dừa mà của cái trái dừa nước đó, nó ít nước lắm mà. Nó không nhiều. Rất là vừa ăn nha các bạn, nước dừa rất là vừa ăn mà mát. Và cái này các bạn cũng không nên ăn nhiều nó sẽ nặng bụng các bạn, nó không tiêu. Thôi thì chắc có lẽ tới đây mình xin dừng video clip ở đây. Hẹn các bạn video clip ngày mai. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký, ủng hộ, chia sẻ. Đừng quên phần bình luận nhận xét bên dưới nha các bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ mãi không già. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.